Đây quả thực là một sự trùng hợp hy hữu khi một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy vào đúng thời điểm xe bồn tưới cây đi ngang qua. Tài xế xe bồn đã nhanh chóng cho phun nước hỗ trợ dập lửa. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2024, một xe tải chở đầy khay nhựa đang lưu thông trên đường Phạm Hùng hướng từ cầu Mỹ Thuận đi trung tâm thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Khi xe đi đến đoạn thuộc phường 9 thành phố Vĩnh Long thì bất ngờ bốc cháy khiến các khay nhựa cháy rụi chảy ra đường. Ngọn lửa bốc cao làm ảnh hưởng đến đường dây điện, cáp viễn thông và cây xanh trong khu vực. Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm xe tải bốc cháy có một xe bồn chở nước đi qua đã hỗ trợ dập lửa kịp thời. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều hai xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Rất may không có thương vong về người. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.